Chào thầy. Dạ, thầy. Chào mấy đứa. Mấy đứa đi đâu đây? Tụi con qua thăm thầy. Mấy đứa vô nhà chưa? Ok. Ngồi đi mấy đứa. Chờ thầy tí xíu nha, thầy đi lấy nước. Dạ. Nhà đẹp của tụi bay. Ờ, nhà hay đẹp dữ mày. Người xấu quắc mà. Ờ, nhà đúng xấu. Giờ đẹp ghê. Như là bàn tay của người phụ nữ. Ờ. Ông này ông ở mình mà ta. A few moments later. Em thể dục tí. Thầy ngồi. Dạ này thầy khỏe không thầy? Khỏe. Dạ này thằng An còn ở lại lớp không thầy? Đó nghỉ rồi em. Ồ, thật là đáng buồn. Không, đáng là vui nó chứ. Ở lại lớp lâu lắm rồi. Thầy vui cho nó. Mà nó vô tù rồi. Vô tù. Vô trọng làm gì thầy? Nó làm thử thách 24 năm trong tù. À đù, video đầu tư dữ à. Thầy giỡn với mấy em cho vui thôi. Hôm nay có dịp gì mà mấy đứa tới đây? Thì ngày hôm nay nhân ngày hiến tế Việt Nam. Hiến chương thầy gia, nhà giáo dạ. Tụi em có một số món quà đem đây tới gửi thầy. Cho em gửi thầy, đây là quà của em. Cẩn thận. Thầy cầm, bỏ xuống đây. Ôi trời. Nhân danh là sinh viên thành đạt ở trong đám này thì em gửi phần quà bự nhất cho thầy luôn á. Học gì mà to dữ vậy em? Sau một khoảng thời gian gặt hái được rất là nhiều thành công, em xin tặng thầy món quà này. Em gặt hái được cái gì mà quà to vậy? Dạ biết rồi, nhà em trồng khoai, em tặng thầy giống chiếc khoai á mà. Rồi, cảm ơn. Thầy, em không giống này. Tặng quà, tặng này cho thầy. Cảm ơn em, phong bì hả em? Dạ đúng rồi thầy, 2 tỷ đó thầy. Nhiều vậy? Nhưng mà sau 4 giờ rưỡi thầy mới được mở nó ra nha. Sao vậy? Sau 4 giờ rưỡi nó mới sổ số. Trong đây mà. Tờ vé số. Ủa chứ bình thường em làm gì? Em bán vé số thầy. Trời ơi. Thành đạt. Mày làm cho anh em mày mất mặt quá, tao trồng khoai mà bán vé số. Ra đi. Thất bại. Mày show cho tất cả mọi người thấy đi. Thầy yên tâm em không giống bọn mày. Ê. Mày đút súng, mày đút ba. Ba. Thầy này. Đi về em. Lưng. Thầy đâu xài smartphone đâu em. Chứ rõ gì thầy xài gì thầy. Thầy xài cái cặp không ạ. Bây giờ mới là quà thiệt của tụi em tặng cho thầy. À đây. Bây giờ mày chụp với thằng nghèo mày. Không nên. Đây mới là quà thiệt. Hồi nãy giờ tụi em giỡn với thầy cho vui rồi. Đây tụi em biếu thầy. Đây gửi thầy. Điện thoại gì vậy em? Cái này là cái Xiaomi Mi 8 Lite thầy. Giới trẻ bây giờ xài nhiều lắm. Xài nhiều lắm thầy, xịn lắm. Ngoài ra cái điện thoại này đẹp lắm thầy. Đẹp lắm. Lá phong các kiểu là đẹp luôn. Bo ke xuất từ lửa luôn. Thử thầy thử. Đó. Ồ thấy chưa, màu xanh. Rất là phù hợp với những người trẻ tuổi như thầy. Đây lúc thầy xài cái này. Gắn vô thầy. Em tính trước hết rồi. Xuất sắc liền. Sáng chập liền. Ủa cái điện thoại này có gì đặc biệt em? Đây nè, điện thoại này á nó có cái kiểu chức năng chụp hình là rất là ảo diệu. Camera trước của nó lên tới 24 megapixel và camera sau là camera kép có thể xóa phông. 12 megapixel, một cái là 5 megapixel xịn thật. Ủa bay bay, chụp thử thầy thấy xóa phông phía sau chưa? Xóa là đúng chân đằng sau luôn. Xóa luôn em rồi. Ê. Không sao rồi. Ê bọn mày nhớ cái mặt của Vũ Đệ không? Vũ Đệ. Ok coi lại hình nữa thầy. Trời ơi nó xóa phông đỉnh vãi luôn, nó xóa luôn cái bức tranh đằng sau luôn. Mà thầy ơi, em hơi mụn. Rồi. Cái chức năng làm đẹp. Đúng rồi. Quên trong điện thoại cái chức năng mà em thích lắm thầy. Mày nè. Đẹp nè. Đó. Bây giờ chân dung lên zoom đi. Đó. Đấy, hết mụn ngay. Đó, mặt bảo không còn miếng mụn luôn thầy ơi. Nhấn vô cái. Đó. Đó. Thấy chưa? Mặt mịn. Mặt đẹp y như BD. Mày quá sứ, quá sứ à. Rồi, luôn hết. Đó. Đẹp rồi. Mặt như thằng Bảo nha. Còn đẹp được thì ai cũng đẹp được.
Bây giờ thầy còn rất là nhiều chức năng ở trong cái điện thoại này luôn. Nhưng mà bây giờ đi chơi tụi em đi. Em còn hẹn với nhiều bạn lắm. Nhiều bạn học chung với tụi em hồi đó lắm. Ông My nè, Toàn nè, mấy thằng đó tụi nó muốn gặp thầy lắm. Tối nay thầy đi em chỉ thầy thêm nhiều cái hay lắm. Rủ chưa? Tin nó đi, chúng ta gọi. Ok, bây giờ tụi mình đi thôi thầy. Đi. Ok, bây giờ mình chụp cái tên gái người ta gọi là Poke. Cái đó người ta gọi là Poke. Bỏ cái đi, bây giờ mình bây giờ mình sẽ chụp bằng camera trước của nó. Ok. Bây giờ chụp thầy trước đi. Chụp thầy. Lại Rồi. Bây giờ chúng ta có cái nút xoay xoay như này à. Đó. Đây, nhấn vô chữ về xoáng. Ok. Có rất là nhiều chức năng, nhiều vét áo. Áo diệu đâu mà mắt. Wow. Mới nhìn trái tim, mới nhìn trái tim. Wow. Trái tim, em thấy có thể dùng nó để đi tán gái hay là... Xin lỗi. Mình chụp đại cái mình đi. Đó, đẹp lắm. Lưu là... Okay. Lưu là video cũng được, cả hai cái được. Cái hình này độ mờ nó hơi cao không? Bây giờ mình có thể chỉnh được cái độ mờ của nó. Ủa vậy hả? Ủa hay vậy? Cũng nhấn vô cái trên góc luôn. Nè mức độ nhẹ. Quá, ủa là hình mình chụp rồi mình vẫn chỉnh được hả? Ừ nè, giờ hết nha nè. Mà mình chỉnh độ mờ vừa vừa thôi. Đỉnh cao. Đó, thiệt luôn, lưu luôn. Wow. Mà mấy đứa đã tặng cho thầy một chiếc điện thoại thật là ý nghĩa. Để cảm ơn tụi em, thầy sẽ mời tụi em đi uống nước. Yes. Đó, bây giờ đi liền với thầy. Đi liền hả? Đi. Ok, và quên nữa thì 20 tháng 11 Trang Đi xin chúc tất cả các thầy cô có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Và bây giờ thì... Thầy ơi cháy. Xiaomi Mi 8 Lite chỉ từ 6 đến 7 triệu. Một sản phẩm hoàn hảo trong tầm tay cho giới trẻ.